Các cơ quan viện trợ nhân đạo cho biết người dân Palestine ở dải Gaza đang đối mặt với nạn đói ngày càng trầm trọng. Trong khi cơ quan Liên Hợp Quốc về cứu trợ người tị nạn Palestine cũng cảnh báo nạn đói đang rình rập tất cả mọi người dân ở dải Gaza. Theo các quan chức Liên Hợp Quốc, có tới 1,9 triệu người, tương đương 85% dân số Gaza đã phải di rời xuống khu vực phía Nam, nơi có điều kiện sống được đánh giá là không khác gì địa ngục. Thật khó sống, chúng tôi không thể làm gì cả, không có ga nấu ăn, không có lúa mì, chúng tôi chỉ có bánh mì để ăn trong mấy ngày qua. Chúng tôi hâm nóng cho bọn trẻ ăn, cuộc sống của chúng tôi như địa ngục. Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đang nỗ lực thông qua nghị quyết kêu gọi ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức tại Gaza, sau khi Mỹ phủ quyết dự thảo nghị quyết trước đó của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Trong diễn biến khác cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Israel tuyên bố nước này sẵn sàng thảo luận về các lựa chọn bên nào sẽ kiểm soát dải Gaza sau xung đột, miễn đó không phải là lực lượng thù địch với Israel. Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Israel nhấn mạnh xung đột tại Gaza sẽ chỉ kết thúc khi nước này đạt được các mục tiêu của mình.